Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bách Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chơi Devil May Cry phần 4 tiếp nào. Nói chung là chúng ta đang đến tập số 10 rồi và có vẻ như là chúng ta đang gặp khá là nhiều khó khăn đây. Bây giờ thì cái này đã tốn cái 2007 lận. Bây giờ chơi cầu 2 tập mới nâng cấp được một lần. Cái này thì hên quá, mình nâng mát sớm rồi. Cái súng này thì có lẽ phải nâng thêm nữa chứ bây giờ mình bắn mình thấy bắt đầu yếu yếu rồi đó. Nhưng mà bây giờ có lẽ là cái này là quan trọng nhất đối với Nero. Tại Nero cái sức mạnh lớn nhất của Nero là ở cái đao. Thật ra cái tay cũng mạnh nhưng mà cái tay mà sức mạnh nó không dùng được. Thật ra cái đao là dùng là tốt nhất. Cho nên là ưu tiên cho cái đao đi, mình nẹt lửa cho nó mạnh. Còn cái vụ lấy ngọc thì thôi từ từ cũng được. Dù là Nero nổi tiếng với cái động cơ mà. Còn cái tay thì thật ra cũng có khá nhiều nhân vật có rồi. Rồi xong. Như là màn này nó biết cái thanh niên thằng Argus hơi là khó chơi. Cho nên nó là nhà làm game cũng cho chúng ta ít máu. Nói chung là hầu như mình thấy đánh màn đánh boss nào thì nó cũng cho mình ít máu để mà hỗ trợ. Chứ nó cũng không bóp mình hoàn toàn các bạn. Rồi, vô đây là đụng con ma chúa thì phải. Con ma chúa đây. Ui, quên mất mình chưa có né trên không được. Chà, bị trúng đồ nó cay thật. Rồi đây, xong. Đối với mấy con này là phải đưa cái tay túm nó thiệt là lẹ vô. Bình tĩnh, một trúng một cái thôi là đi lại đấy các bạn. Mất máu thì đã đành rồi nhưng mà cái này còn đau hơn. Mà chết mà đi chậm cũng không được. Ây da. Ồ nó khôn quá, nó chặn bên này luôn rồi, bên kia nó cũng chặn. Giờ làm sao chạy về được với thật vấn đề đây. Dính nữa đâu, nó né kiểu nào cũng phải dính miếng à. Kia nó vô cái làm cái đường hẹp quá. Rồi hên quá qua được rồi. Trời ơi. Mừng hết muốn lớn luôn. Né mấy cái bẫy là xe đó là khó nhất á. Thôi được rồi, làm ơn cho em qua, em tội nghiệp lắm rồi. Đã mất người yêu rồi mà còn bị vu oan nữa. Rồi xong, một phát xuống tới nơi luôn. Thương giùm em xíu mấy anh chị ơi. Cái lâu đài gì mà củ chuối quá. Rồi đây. Trời ơi, thanh niên này khó chơi chuẩn quá. Đây. Cho nó biết tay đi. Đây. Ba đi ăn đồ đã. Không ăn uổng lắm. Quên mất, chưa có dùng được. Hình như là còn phải nâng cái mask turbo lên nữa nó mới được. Thành ra mình nâng cái kia giờ tạm thời chưa có ý nghĩa gì hết. Ây à. Thằng đội trưởng này nó lì nha. Đánh nó dày quá, đánh không phê. Là mấy chế độ human nó quýnh mình đỡ mất ít máu ấy. Chứ vô cái chế độ kia nó quýnh đau gần chết luôn. Ở đây con này là mình phá rồi đúng không ta? À nó trở lại. À đúng rồi. Quýnh con này trong trường hợp này vẫn được đồ các bạn. Để được ngọc thì thôi đánh luôn cái đi.
xin được ít ngọc cũng mừng. Mấy ghế này thôi không phá làm gì mất công mất máu ăn mạng nữa. Mà cái bình này thì nên phá nè. Rồi tốt, giờ qua bên này được rồi. Nhìn nếu phong cách kiến trúc cô thích này nhìn cũng thấy đẹp dễ sợ mà. Cấp cơm đầu tư khá là nhiều, hình như dạo gần hình như năm ngoái là mình nghe cấp cơm dính vô một cái vụ đậu nha. Nó nói là một số cái họa tiết trong cái game Devil May Cry này á, là nó có cái dấu hiệu là đậu nhái. Trời ơi, cái đoạn này chơi rất là sợ luôn á nha các bạn. Về sau có Dante mà lấy được cái của con tóc rồi đó, nhảy qua cái đoạn này mới đỡ sợ. Không sợ hết muốn lớn luôn. Rồi đây thêm cái đoạn của chuối này nữa. Lúc này không nhảy xuống nhảy qua một cái là ăn ngay, ăn đòn ngay đấy. À lại cái con này nữa. Thôi tha đi mà. Cố gắng né nha các bạn. À quên mấy con này. Nero giỡn cái là cái tay của ảnh không phải là muốn dài đâu thoải mái mà là nó dài theo co giới hạn thôi. Rồi xong. Xong nữa. Cái bắt này nó cũng như hơi bị giới hạn rồi nè. Không phải muốn dùng là dùng đâu. Rồi dùng cái đòn bắn này luôn quê rồi. Một trong những cách giết đơn giản nhưng mà không lấy được nhiều ngọc thôi. Nero thì chỉ có mỗi cái súng này thôi, không có cái gì đặc biệt hết. Mày tính dùng móng tay để cào mình hả? Đâu có dễ vậy bạn ơi. Nâng cái gồng gồng này lên rồi phải nâng thêm cả cái turbo nữa. Rồi giờ là mình phải để cái này vô đây luôn rồi, tức là bây giờ mình hết cái chiêu làm động thời gian rồi. Rồi để coi nào, như lên lộn cái rồi đó, nó gài mình kinh lắm. Hết thời gian là cái này nó xoáy mất máu ấy, đừng có đùa. Cái chân cùng này là cái nguy hiểm, như cái cần nè, nhưng mà đó ông nhảy à hên quá trúng rồi. Này là cho mù mắt ngáp phải rùi nha các bạn, khúc đó nhảy dễ rớt đất lắm á. Con này chỉ cần ra được sau lưng nó là có thể dùng chiêu này. Giờ nhớ cách đánh rồi. À nó ra nữa hả? Lộn thanh niên. Rồi đây anh ơi. Thấy nó gồng rồi đừng có ráng chơi. Vô. Cho xin miếng máu cái. Ê sợ xin miếng ngọc cái. Đây còn cái này nữa mà. Rồi đây. Tương đối là nhiều đấy. Rồi qua tiếp. Bên này thì bố bức tượng này xin được tiếng ngọc. Tới đây hình như phải đặt lại một số cái gì, đặt cái gì ở đây nữa nè. À cái Winstalisman này để nhảy lên á. Nhớ khúc này rồi. Nó không củ chuối lắm nhưng mà vừa thì vừa đâu. Rồi bên này xác định là không có gì nha. Cấp cơm là hay chơi giấu đồ lắm. Chơi cấp cơm rất là nhiều khi mình cũng đâm nghi chỗ này chỗ kia. Rồi đây tới lượt mấy con à quên Dante mới đụng mấy con đó. Ở đây là Nero đụng mấy cái thằng này thôi. Đây cho nó biết thế nào là biến quỷ. Muốn thì mình phải tự gồng. Đây.
cứ như là chơi đấu vật ấy nhỉ. Hero đánh thì có phần là thô bạo các bạn. Từ để tự gồng lên đã. Này là bây giờ mình gồng lên được rồi, nhưng mà phải là tự gồng á. Vậy là phải đi nâng thêm một chiêu nữa hả? Trời ơi quên mất, mày còn ở đây còn ăn đồ. Uổng quá. Uổng công mình gồng. Cái có nhiệm vụ ngay đây luôn mà khó làm lắm, mình thôi bỏ qua đi. À bắt đầu vô đây là gặp Dante rồi. Đây. Ây à. Ô chà trời ơi. Này là đánh Dante thứ thiệt rồi. Quên không được bắn Dante là ổng né đòn được. Chỉ một số đòn có hiệu quả thôi. Dante nè. Quên khúc này là chịu đòn được. Đánh Dante là không dễ gì đánh mấy con kia. Dante có đỡ, có né, có cái né né của Dante gọi là Fixer nha các bạn. Chỉ có giày công hơi dở. Còn lại nữa đây ổng né được cái này. Anh ta ổng đâm lẹ hơn mình kém nữa. Trời ơi ngũ đoạn kiếm liên hoàn luôn. Trận này nó khó hơn cái trận mà ở bằng 1 nha các bạn. Tưởng là đánh teo rồi đánh thật vậy, chứ không phải đánh giỡn với Nero như bằng 1 nữa. Như bằng 1 nữa. Dante là có 4 trạng thái cơ bản và một trận, một trạng thái nữa là khi mà lấy được cái kiếm Yamato. Biến hình quỷ rồi thì đập được mạnh hơn. Rồi điểm B rồi các bạn. À, điểm lương nhiều quá. À, điểm S luôn hả? À, hên, ăn hên, ăn hên. Tờ giá này hơn nhiều phát ghê vậy đó. Rồi sell phát. Rồi để xem tiếp nào. Rồi đây lên đánh với lại cái lão trùm rồi này. Để xem nào ăn được bao nhiêu tiền đây. Nhiêu đây tiền thì cũng chả đủ vô đâu cả. Được có cái cục này thôi. Bây giờ biến hành quỷ lâu hơn chút cũng được. Cái này thì giờ phải nâng cho cây coi cái Red Queen này là cái nào nhé. Calibus thì không phải. Hình như là nó nằm ở cái này cơ. Tức là cái này là cái né này thôi, mình không có ưu tiên với nó. Cái này mới đúng nè. Cái này là nó tự hồi nó, mình nhớ không là 5800 luôn á, hao lắm á nha. Nhưng mà nhờ cái này thì nó đỡ cho mình rất là nhiều luôn. Rồi thôi ráng nâng rồi để dành nâng cái đó. Rồi chỗ này thì không gian này khá là rộng. Con này như đánh hơi khó rồi phải. Nó đòi là SS luôn hay sao ấy. Rồi đánh thử coi đánh được thì đánh tiếp, mà không đánh được thôi. Tại giờ mình cùng lắm đánh lên được cấp S à, nhiều hơn không đánh nổi đâu. Đúng rồi, SS rồi các bạn, mình lên SS không nổi. Khó lắm, tại giờ mình phải vít ga đủ thứ nữa. Thank you.
hên quá. Quá hên, trời độ. À, thôi coi như mình ăn may đi. Lại nhầm nút bắn với lại nút chém nữa rồi. Chơi bữa giờ mà vẫn cứ không nhớ nút, tại quen chơi bên Samurai Warriors rồi. Rồi. Để xem nào, phải gặp kẻ thù nào đó chứ. Có hơi là đừng nên nhảy lên, tại khi nhảy lên không có di chuyển được. Ây da, quên mất, nó có thể chơi mình pha đó. Quên, con này nó lì lắm, bóc mấy phá không phê đâu, cái ám khí của nó nhiều hơn mấy con kia. Rồi chơi tiếp nào. Rồi xong, mới human mà mình đã te tua lắm rồi, mới lên mấy cấp sau đó đánh mình te tua luôn, còn te tua nữa. Rồi lên nào, cái này là cái leo xuống rồi phải. Sao lại không qua được này? Đoạn này chơi sao ta bị quên tiêu rồi. Đúng rồi, đoạn này leo xuống mà. À nhớ rồi, hai bên phải đứng hai bên, mình lôi một con tới chỗ mình. Đây, trời ơi. Thế mà cũng quên nữa, buồn đời ghê vậy đó. Rồi đi nào. Thấy nó cho cái này là thấy mình mệt rồi. Kia như chắc có đồ rồi phải. À đây. Biết ngay là có đồ mà không có đồ nó đâu có làm vậy. À, lấy đồ xong rồi phải quýnh nữa không? Rồi đó, vậy mới đúng bài chứ. Chú kia chơi được lắm đó nha. Đây. Này thì hai đứa. Con này thì không đáng sợ, con chỉ huy, con đại úy mới đáng sợ. Con này cấp trung sĩ thì mình tầm thường. Đây, bài tới bài lùi tí. Đây. Nó phải banh cái khiên á mình mới dễ vật. Nhảy lên bằng cái này luôn cho dễ. Rồi xong đi về. Ăn được ăn ăn được thôi biến. Rồi cảm ơn. Ủa sao nó mới cho lên ta? Ủa chết mà, vậy là nãy mình đi đúng đường rồi. Đây, phải cái này nó mới xuống. Quên nữa đấy. Rồi đây, từ rồi tính. Đây, chơi luôn một phá. Rồi xong em đi nha. Ê trời ơi, thiệt, nó hết đột ngột quá. Đây, biết là cái này nó không bền được lâu rồi.
mà không ngờ nó mau hết tới dữ vậy. Vô anh trai. Rồi, hai. Vô. Rồi thôi biến thành quỷ đâu luôn đi. Vậy mới chơi được chứ tụi nó. Tiêu tập bậy hay không? Rồi được chưa? Tôi đi được chưa? Tha giùm cái đi mấy ông ơi, cho tôi lên tôi đánh boss cái. Rồi đây. Chưa tha được nữa. Rồi không tha thôi. Không tha đúng không? Trời, hai thằng đại úy ra cùng lúc luôn. Cái này bá đạo rồi. Này nó gồng nó chém còn ghê hơn. Chỉ đâm nữa thằng này nó gồng nhanh hơn. Tốt. Rồi luyện công tí. Nó không dễ phá đòn như cái thằng kia các bạn. Trời, cái thằng này nữa. Đánh lén ông. Bắn không phê giống thằng kia luôn. Thằng kia trúng đạn nó còn phê, thằng này không phê các bạn. Đây rồi. Đó. Tốt. Trời nữa hả? Rồi, ở thế thì chơi tiếp. Sợ gì đâu. Có dịp luyện công kiếm tiền. Quá. Chú thì bao nhiêu? Có quýnh lén thôi. Quên tự nhiên nhấp nhảy hai cái. Đâm tạo thế đâm mà này quýnh hoài không hết quá. Trời ơi lại nhầm thôi. Được rồi em đi em đi gỗng cổ đánh máu quá. Rồi đây khúc này mà biết bồ bị hiến tế nè. Lão này là kẻ gian. Rồi đây đoạn này đánh hơi khó. Cái đảo này nó bay bay tức khó đánh lắm. Rồi đây để chơi luôn. Đây vừa cho mấy cái dao ở tâm phụ nữa, mình giữ lão này cho lẹ. Rồi xong đánh rất máu luôn các bạn. Rồi xong. Ây à. Ây à, tao đây. Đánh lão này là một trong những cái màn đánh khó nhất. Tôi phải chưa mấy màn này đâu hút cuối lận. Rồi. Cho thêm một khóa cái tội đem bạn gái tôi đi hiến tế. Hay à. Cái này chưa đánh con này được. Chứ lại người đánh được con này là Dante chứ không phải là Nero. Pháp sư võ công cao cường quá. Hay à. Này võ công cao cường này. Nó còn chơi nó núp nữa kìa.
nó còn chơi nó biến nữa kìa, trời ơi. Này lão láo với tôi à. Đây 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 đây. Ngục chưa. Tôi quê lão nãy giờ rồi đó nha. Đó giờ tôi nhịn lão là tại vì là lão là giáo chủ thôi. Rồi, hy vọng là được FS. Tại thấy nó bắn vậy thì khả năng cao là S. Rồi ok, Ngọc lấy được hơi ít nhưng mà vẫn tính ra cho mình điểm F các bạn. Cái điểm F các bạn. Rồi tốt tốt, được nhiều Ngọc vậy là tốt rồi. Nhưng mà phải quýnh thêm trận nữa mới đủ. À quên, giờ là mình nâng qua cho Dante rồi. Để lưu một phát. Rồi đây. Rồi thôi, lão này, thanh niên này muốn làm cái gì cũng được. Muốn cầm mấy kiếm cắm để lấy siêu sức mạnh gì đó thì tùy. Giờ tôi qua vai Dante tôi chơi cho đã. Anh Tê lúc nào cũng cứ ngẩn vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta qua chơi đổi vai nè. Cũng may là cái điểm nâng cấp nó sẽ hồi, nó sẽ chia cho, nhưng chỉ có tiền là xài chung thôi các bạn. Điểm nâng cấp là xài riêng. Chứ không thì không biết bao nhiêu mới đủ cho anh Tê, chứ mới đủ đây. Nó cứ nâng lên cái kiểu này riết. Rồi tất nhiên tốc độ chạy là cần. Cái này cần. Cái này cần. Rồi xong, anh Tê có cái này trước. Devil Trigger thì thôi khoan. Style thì chủ yếu chắc là giờ nâng cho súng hả? Cái này là nâng cái kiếm này thì được cái gì? À cái này là phải nâng rồi. Đấy, bấm nhầm nữa, trời ơi. Cái ném kiếm thì khỏi, nhưng mà cái qua cái súng motor là phải nâng cho nhiều. Đã mất tiêu rồi ta. À, style đúng rồi, nên anh Tê gọi là style. Đây. Đây rồi, vừa đủ luôn, hên quá. Nãy hơi ngáo cái làm uổng tí điểm. Thật ra nó uổng khá là nhiều đấy. Tại vì về sau là còn phải nó nâng mấy cái điểm sau lên nữa. Rồi đây. Vô. Giờ mới là trở lại đúng với nguyên bản rồi này. Phần này thì đánh tê được ta Dante ít hơi ít màn chơi, nhưng mà đúng là Dante được khá là lợi khi mà được chọn rất là tất cả style của mình luôn. Và vũ khí có bao nhiêu cũng được xài hết. Đấy, mình vừa tung ngũ đoạn kiếm liên hoàn đấy các bạn. Đây, này là thất đoạn kiếm liên hoàn. Xả cho một phát đi liền. Nhưng mà cái chiêu này sau đó nó mất một khoảng thời gian để chúng ta giữ lại tư thế cũ. Dante thì có súng shotgun luôn này nè, Dante đổi vũ khí được nên nó không có vũ khí các bạn. Đây cái chiêu mà mình thích đây rồi. Đây. Đi luôn, cái chiêu này nó đánh không chạy ấy. Dante đúng cái kiểu vừa đánh vừa giỡn của ổng. Rồi, pha nãy là tại hơi quên đòn tí thôi. Mới bị đè trúng đòn cái. Rồi đây. Anh em đi nào. Này là lấy máu lấy đồ thôi. Rồi vô. Ra đây mới đụng mấy cái con nó lăn lăn nè, nãy nhớ nhầm. Con này là chỉ đụng khi mà vòng đá rồi vai Dante rồi thôi. Đây. Trời. Con này nó còn bắt mình, nó còn chơi mình phát trước khi mình là chết nữa các bạn. Tức là trước khi nó chết nữa các bạn. Đó là nó rớt lưỡi đau xuống. Bật rồi nha. Biến hành. Cái chiêu biến hành quỷ của Dante khá là hay. Nhưng mà khi mà ổng biến hành quỷ rồi đó thì cái ổng dùng cái đòn đâm thì nó lại hao năng lượng. Thành ra cái đòn khi mà biến hành quỷ rồi thì đừng có lợi dụng cái đòn đâm nhiều quá. Rồi đây, bây giờ Dante sẽ đi lấy lại những món đồ của Nero. Có những món Nero vẫn được giữ nha, ví dụ như cái khiên của ông anh của Harry là Dante giữ, cái là Nero vẫn được giữ chứ lộn. À bây giờ nó mới chiếu cho, à đây chúng ta có 10 phút. Cục đó thì bây giờ hình như là mình, cái đó phải có cheater nó cho mình nhảy đúp 2 lần mới lên tới đó được. Rồi, phút này thì nó cho chạy nhanh qua không ta? Không được, phải rớt xuống các bạn.
họ kể rớt xuống lấy một cục hồi sinh xài chơi, giữ tối đa 3 cục thôi nha. Mà này hết giờ là mình thua. Nói chung là Dante chơi cái mạc chơi thì nó xét độ khó cao hơn, nhưng mà tại Dante mạnh nên hầu như mình chơi mình cũng không thấy khó lắm. Như là chơi Dante dễ, cảm thấy giác nó dễ hơn Genero một phần là tại vì là Dante là thợ săn kỳ cụ rồi, sức mạnh mà hơn hẳn Hero trong giai đoạn này. Rồi, ấy dạ. Ấy dạ. Ui dạ, 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 dạ. Bật nha. Ấy dạ, cái chiêu này không được, con này nó quá lẹ lắm. Đây, dùng thất đảm kiếm liên hoàn với nó, phải bấm nút né liền tại vì đây nó ấy chặt nhém hồ nhém hụt à, mà nó cũng gần hết máu rồi. Cái đầu nó đánh hơi mất thời gian chứ, tại nếu mà không tung được đòn cuối thì đối phương không chết. Cái đòn nó đánh vô kiểu gì đó giờ đánh gì giỡn, chỉ có cái đòn cuối đánh thiệt thôi. Rồi đây, cái này là tuyệt vời nhất. Lấy kiếm tiền xài nào, đánh đây cái đòn đâm này của ông rất hiệu quả các bạn không? Thôi cứ đâm tới, đâm tới, đâm tới thôi, không cần nói nhiều. Đánh tay quýnh nó cực kỳ dễ luôn. Nero phải nhớ combo, còn đánh tay thì không cần nhớ nhiều lắm. Rồi, nhớ đoạn này rồi. Đây, đánh tay đến đoạn này thì phải dùng sức ganh. Cái nào rớt xuống mình chơi đứa đó. Tại Dante thì đánh mấy con này hơi khó hơn Nero xíu, tại do là Dante thì không có cái bàn tay. Nhưng mà bây giờ thôi, chứ còn về sau Dante đánh mấy con này cũng không phải quá khó. À đúng rồi, Top Gun phải bắn gần. Xin tí ngọc. Mà này các bạn sẽ thấy đồ họa nó hơi khó nhìn chứ, tại vì nó đang chớp cái đèn báo động á. Dante lấy ra cái là cái này đứng luôn. Nói như là Dante hầu như lúc nào cũng tới một phần rồi đó, nhà sản xuất cố tình làm cho ổng có cảm giác là chúng ta chơi cái ổng đỉnh đó này rồi. Mà này nó gây khó khăn cho chúng ta về mặt trị giá. Rồi đây. Nói cái đòn xoay kiếm này không mà thấy ổng đang vừa đánh vừa giỡn rồi. Có cái dàn súng của con cóc á. Đoạn này chơi nhẹ nhàng. Cái chiếc tơ này nó còn cho mình nhảy ngang nữa các bạn. Đây xin được miếng ngọc ở đây. Đoạn này các bạn chạy ra luôn thì rất là dễ, nhưng mà các bạn chạy qua bên kia các bạn lấy đồ thì nó hơi khó, nó hơi mất thời gian xíu. Nhưng mà đang chế độ human thì chúng ta qua thì dễ. Đoạn này nó hết là xe rồi mà nó chuyển qua cái này. Rồi đây chơi biến thành quỷ luôn. Chạy đi cho lẹ. Tại mình cũng chả cần hồi máu. Đây cái này gọi là ngũ đoạn kiếm liên hoàn đó các bạn. Hồi nãy mình đánh cái kia đánh bóng chày á gọi là thất đoạn kiếm liên hoàn, còn cái này là ngũ đoạn kiếm liên hoàn. Là đánh 5 cái. Với con này không có chơi về, không có gì đánh gì dở rồi các bạn. Con này đánh thiệt lên. Hoặc là nó bể khiên rồi chúng ta mới dùng chiêu được. Rồi xong. Giờ ra là ăn rồi đó, nhưng mà còn 5 phút mấy thì tôi tội, không tội gì không dám lên đây. Vô à, mấy kiếm đánh tay có sụt lên người ta bắn mấy kiếm này chưa nó dễ hơn Nero. Nero muốn bắn mấy cây này dễ là phải có đạn nổ, mà lại súng của Nero mình chưa có nâng cấp xong.
thực ra là bắn bể luôn còn được, mà nếu mà đủ cười, nếu đủ ly cầm được MT vô chơi thấy nó dễ gì đâu. Đánh tay thì chơi thoải mái, chơi kiểu không automatic thì lại dễ hơn, tại nhiều lúc mình chơi đánh tay nó cái automatic nó làm mình tung nhìn lộn skill. Hay là quên mất, quên nó phải chạy ra rồi mình mới được chạy vô. Rồi lên đây, kiểu lên đây đặt cái con của đánh tay nè, này nó không cho mình lên nữa đâu để nó tránh mình đi lộn được. Chỉ là đánh con này nữa các bạn. Rồi xong. Con này của Dante dễ đánh thì nó là con đầu tiên. Cái ngũ đẳng ký điên hoàng thì nó đâm tới nhát thôi, còn thấp đẳng ký điên hoàng là nó đánh nha. Dante sẽ dùng vỏ gậy đánh gậy bóng chày. Rồi đây, xin tí ngọc trà tiếp. Ây da, đừng để ăn cấu nha. Biến hành quỷ là để dễ hồi mà, để hồi máu thôi. Ở đây duy trì trạng thái này lâu chúng ta sẽ được lợi. Rớt ở đó là nó hơi bị khô mấy. Rồi xong chưa? Đi nha. Rồi qua. Rồi chạy ra được rồi. Đang human đánh dễ đó. Mình có quýnh bị trúng đòn cũng đỡ mất máu. Con này thì của Nero mình đánh không được. Của đỏ mình được đánh. Rồi xong. Chạy cái vèo đi thôi. Bây giờ vô rừng nó dễ lạc nè. Nói chung là Dante thì hầu như không ngán kẻ thù nào, nhưng mà nó vô cái nó vô là những thứ cố tình làm mấy cái màn chơi của Dante nó sẽ khó hơn chút. Vô rừng á, Nero vô rừng thì không lạc, nhưng mà Dante vô rừng là mấy cái không gian là nó sẽ lộn xộn lên hết. Mình phải nhớ là cổng nào đi qua cổng nào. Rồi xong. Đánh tê về lâu đài thì cái đường đi vô lại cũng bị chặn cho chỗ kia bởi nó bị đóng băng. Chỉ có đánh con chùm lửa là dễ thôi. Đánh tê đánh Agnes cũng không khó nữa, tại lúc đó đủ đồ chơi rồi. À rồi, này là kể tại sao đánh tê tham gia vụ này thôi. Rồi chúng ta là cùng, không lên S nữa đâu. Rồi điểm A thời gian mất hơi nhiều. Tại màn này nó sẽ tính là mình chạy lên không có chạy xuống dưới, nó không chạy lên trên kia. Rồi đây đó, cái màn này là màn chúng ta dễ gặp vấn đề đó mấy này. Rồi khoan, để lưu thêm phát nữa đã, tại nó sẽ tính mà rút kinh nghiệm rồi, nó sẽ tính là mình lưu cái màn kia. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.